Hãng sản xuất máy bay trực thăng Nga Russian Helicopters ngày 16 tháng 2 loan báo đang cân nhắc hợp tác sửa chữa và bảo trì trực thăng quân sự Mi-8 và Mi-17 với Việt Nam trong khuôn khổ liên doanh Nga-Việt. Thông báo được đưa ra tại hội chợ hàng không đang diễn ra ở Singapore. Phó giám đốc điều hành chuyên trách hậu mãi của hãng cho biết là hợp tác này sẽ bao gồm lắp đặt thiết bị mới và tăng cường đào tạo các chuyên gia của liên doanh. Russian Helicopters thuộc tập đoàn nhà nước Rostec của Nga cũng cho hay là phái đoàn Việt Nam tham dự hội chợ ở Singapore đã bày tỏ ý định mua các trực thăng Ansat cho mục đích huấn luyện.